Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh tô màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nhau tô trên chủ ếch mình nhé. Cái chế độ nhé, mình sẽ dùng xanh lá tô chủ ếch. Xinh đậm con chân ếch nha. Vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.